Xin chào anh em nhé. Hôm nay bên em về được vài chục con BM Moving LED Zoom. Dòng này là dòng 36 mắt, 36 mắt full màu anh em nhé. Mỗi mắt là 10W, 36 mắt tổng cộng là 360W anh em nhé. Đấy, đèn này là để nhuộm rất là tốt anh em này. Đấy, anh em ấy phòng là sử dụng có đầu có hai cái con đèn này đã sử dụng nhuộm được cả một cái phòng như này rồi anh em nhé. Đấy, con này có đầy đủ tất cả các chức năng theo nhạc này, chạy tự động và chỉnh qua bàn DMX, nó cũng hoạt động y hệt như đèn BEM anh em nhé. Đấy, nó hoạt động y hệt như đèn BEM luôn, còn sử dụng thì nó chỉnh thì nó dễ hơn, chỉnh thì nó giống như nó có bốn màu giống như kiểu palette ấy. Trong bốn màu này các bác có thể pha được tất cả các màu nhé. Đấy, đây là chỗ đang chạy tự động và chạy hiệu ứng rất là đẹp này. Đấy, lô này em mua được giá tốt, thế nên là bán cho anh em những cái giá rất là ưu đãi luôn nhé. 3 triệu đồng một cặp, và 3 triệu đồng một cặp là giá bán tại cửa hàng chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Đấy, nó là BEM Moving LED Zoom 36 mắt, mỗi mắt là 10W. Đấy, em nói rất kỹ ở trong video rồi nhé. Đấy, nhà thấy à, đây zoom lên này. Hạ zoom xuống này. Hãy zoom lên này. Đấy, khi zoom lại thì cái tầm phóng nó sẽ thu hẹp lại các bác nhé. Độ sáng còn rất tốt. Tất cả các bóng, các màu ok hết anh em nhé. Cho chớp đấy. Đấy, giá 3 triệu đồng một cặp. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Hình thức đèn còn rất là đẹp nhé. Em bật điện lên cho các bác xem. Đấy, phả tất cả các màu luôn. Đấy, cái đèn đây hơi bụi bặm tí thôi, nhà vệ sinh qua phát là nó lại mới tinh ngay. Xin chào các bác.